Quý khán giả thân mến, có thể nói trong hàng loạt các tour du lịch tại Việt Nam, có lẽ những tour hấp dẫn du khách hơn cả, nhất là du khách trẻ, thì Đà Lạt vẫn là số 1. Phố núi này đôi khi khiến người ta nghĩ quá quen thuộc, song đôi lúc chỉ một lần thư thả ngồi nhâm nhi món ngon trong tiết trời se lạnh, ở không gian thú vị như quán nướng chua chẳng hạn, cũng dễ làm rất nhiều người nhớ hoài về thành phố này. Sau đây, mời quý vị cùng phóng viên của Du lịch cuối tuần trải nghiệm địa chỉ này. Các bạn thân mến, khi đêm xuống thì tại thành phố Đà Lạt có rất nhiều các món ăn ngon như là bánh tráng nướng, bánh mì xíu mại hoặc là bánh căn, vân vân. Thế nhưng Minh Trang nghĩ rằng một địa chỉ để mà thưởng thức các món nướng bên cạnh những người thân yêu trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt thì quả là rất là thú vị, phải không? Quý khán giả thân mến, có thể nói trong hàng loạt các tour du lịch tại Việt Nam, có lẽ những tour hấp dẫn du khách hơn cả, nhất là du khách trẻ, thì Đà Lạt vẫn là số 1. Phố núi này đôi khi khiến người ta nghĩ quá quen thuộc, song đôi lúc chỉ một lần thư thả ngồi nhâm nhi món ngon trong tiết trời se lạnh, ở không gian thú vị như quán nướng chua chẳng hạn, cũng dễ làm rất nhiều người nhớ hoài về thành phố này. Sau đây, mời quý vị cùng phóng viên của Du lịch cuối tuần trải nghiệm địa chỉ này. Các bạn thân mến, khi đêm xuống thì tại thành phố Đà Lạt có rất nhiều các món ăn ngon như là bánh tráng nướng, bánh mì xíu mại hoặc là bánh căn, vân vân. Thế nhưng Minh Trang nghĩ rằng một địa chỉ để mà thưởng thức các món nướng bên cạnh những người thân yêu trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt thì quả là rất là thú vị, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì hãy cùng Minh Trang trải nghiệm địa điểm này nhé. Quán Chu đã trở thành địa chỉ thưởng thức món nướng nổi tiếng ở Đà Lạt. Và vào mùa nào trong năm đi chăng nữa, thì đây luôn là nơi thu hút rất đông du khách khi đến Đà Lạt. Với đặc trưng địa hình, quý khán giả thân mến, có thể nói trong hàng loạt các tour du lịch tại Việt Nam, có lẽ những tour hấp dẫn du khách hơn cả, nhất là du khách trẻ, thì Đà Lạt vẫn là số 1. Phố núi này đôi khi khiến người ta nghĩ quá quen thuộc, song đôi lúc chỉ một lần thư thả ngồi nhâm nhi món ngon trong tiết trời se lạnh, ở không gian thú vị như quán nướng chua chẳng hạn, cũng dễ làm rất nhiều người nhớ hoài về thành phố này. Sau đây, mời quý vị cùng phóng viên của Du lịch cuối tuần trải nghiệm địa chỉ này. Các bạn thân mến, khi đêm xuống thì tại thành phố Đà Lạt có rất nhiều các món ăn ngon như là bánh tráng nướng, bánh mì xíu mại hoặc là bánh căn, vân vân. Thế nhưng Minh Trang nghĩ rằng một địa chỉ để mà thưởng thức các món nướng bên cạnh những người thân yêu trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt thì quả là rất là thú vị, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì hãy cùng Minh Trang trải nghiệm địa điểm này nhé. Quán Chu đã trở thành địa chỉ thưởng thức món nướng nổi tiếng ở Đà Lạt. Và vào mùa nào trong năm đi chăng nữa, thì đây luôn là nơi thu hút rất đông du khách khi đến Đà Lạt. Với đặc trưng địa hình cao so với mặt nước biển, Đà Lạt luôn có khí hậu lạnh. Thế nên, các món nướng luôn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chỉ là một không gian đơn giản, những vật dụng trang trí trong quán đều được làm từ gỗ. Và rất nhiều những... Quý vị và các bạn thân mến, với những thông tin bổ ích vừa rồi, hy vọng du khách đến với Đà Lạt trong những tháng cuối năm 2018 này sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời. Còn bây giờ, Hải Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau.